nào đang dùng máy mài, máy cắt mà bị ngắt mạch hoặc các bác mà muốn sử dụng máy mài, máy khoan 13 ly, máy chuyên vít mà muốn thời lượng sử dụng được lâu hơn, anh em có thể lên luôn cho em những quả pin dòng xả cao luôn anh em nha. Dòng xả cao em có quả 10 cell này, có quả 15 cell luôn cho anh em mình luôn này. Tùy dung lượng các bác có thể lựa chọn những quả pin phù hợp với công việc của mình luôn nha. Đặc biệt luôn, toàn là hàng pin chất lượng tới tay khách hàng luôn. Trên bên em đây là có 3 mẫu pin. Sẽ là mẫu pin 10 cell dòng xả cao 4A, dung lượng 4A. Pin 10 cell dòng xả cao, dung lượng 5A. Và quả pin 15 cell dòng xả cao, dung lượng của nó là 6A luôn anh em nha. Các bác mà muốn, nói chung là sẽ lựa chọn quả pin theo tùy cái tính chất công việc của nhà mình. Đây, pin này toàn bộ đều là mạch 4 MOSFET anh em nhé. Mới về hàng, hàng công ty, hàng pin Navarine bán rất là nhiều rồi. Pin là pin 4 MOSFET luôn, dòng xả lên đến là 80A luôn. Đặc biệt này, hiện tại thì công ty là có làm luôn là đèn báo pin cho anh em mình luôn nha. Mạch pin thì rất là lớn luôn các bác nhá. Sử dụng chân pin phổ thông, chân pin M21. Nên là các bác đang sử dụng máy mài hoặc máy khoan chân phổ thông có thể chuyển luôn. Anh em đang sử dụng máy bãi hàng marketing chính hãng cũng có thể báo với em để em cấy đi ốt vào, các bác sử dụng được luôn, ok nha. Đây, lên cho em quả pin 10 cell 4A cho em. Anh em ơi, đây, một cell pin của nó này thì sẽ là 2000mAh rồi. Có báo pin phía sau như thế này luôn. Pin 4A, 10 cell này sẽ là 4A nha. Pin Navara 10, pin là pin 4,2V anh em ơi. Con này rất là ngon luôn rồi. Mạch lên đến là 80A luôn. Mài cắt vô tư thoải mái luôn cho em. Còn anh em nào mà muốn nhẹ, cầm vừa gọi là nhẹ tay vừa phải, mà dung lượng nó phải lớn, thì anh em có thể lên luôn trong quả này. Quả pin 10 cell nhưng dung lượng lên đến là 5A luôn anh em nhá. 5A luôn. Một cell pin con này lên đến là 2500mAh, pin 4,2V. Một khối như em đang cầm 10 cell, rồi hai hàng thì sẽ là 5A luôn. Mạch thì con này rất là lớn rồi, mạch lớn mà còn đợt trước nó chỉ là 3 MOSFET, hiện tại đang nâng cấp lên là 4 MOSFET luôn. 4 MOSFET dòng xả lên đến là 80A, đặc biệt là có cả đèn báo pin luôn. Rất là ngon, 450.000 cho anh em ạ. Còn anh em nào muốn sử dụng, thứ nhất là mạch. Mạch thì nó đều là 4 MOSFET rồi, mạch lớn như này. Và muốn sử dụng cái dung lượng, thời gian sử dụng được lâu hơn nữa, anh em có thể lên luôn cho em quả pin 15 cell 6A của Naura. Công ty sale giá rẻ cho tất cả quý khách hàng, luôn ủng hộ công ty trong rất là nhiều thời gian vừa qua. Rồi, lên luôn cho em một quả pin 15 cell 6A thôi anh em ơi. Nâng cấp lên bản 4 MOSFET dòng xả lên đến là 80A luôn. Mạch rất là lớn đấy. Một xe pin là 2000mAh thì chắc chắn luôn là sẽ là 6A rồi các bác ạ. Đặc biệt đợt này có luôn cả đèn báo pin như thế này luôn. Mà giá xe của công ty chỉ có 500.000 thôi. Bên em bao phí vận chuyển toàn quốc rồi. Anh em nhận hàng được kiểm tra hàng thoải mái vô tư cho em. Thực ra thì nó sẽ tùy theo tính chất công việc của mọi người. Các bác có thể lựa chọn quả pin cho phù hợp. Nhưng toàn bộ đều là chân pin phổ thông. Anh em nhìn giúp em. Đây là em bổ sẵn ruột cho các bác xem. Rồi rồi những quả pin này. Còn bình thường bác nhận về thì sẽ là một quả pin chân phổ thông như này. Chân pin 10 cell, pin 4 phân anh em nhá. Và thì em sẽ lắp thử cho bác xem luôn này. Ví dụ mà anh em đang dùng hàng Hucan mà bu lông hoặc chuyên vít gì đó, chung của Hucan, mã chân phổ thông. Ok, xài luôn được quả pin này luôn, quá ngon. Hoặc anh em sử dụng những dòng máy phách chân 4 phân như thế này cho em. Ok, rất là tiện dụng luôn. Hoặc là anh em đang sử dụng những dòng hệ của Dayton mà chân mờ với là chân Makita, chân M21 cho em thì cũng có thể chuyển được luôn anh em nha. Rồi, con này là nó có ok này. Con này là có chức năng bảo vệ an toàn, nên ra là bật chưa lên luôn. Rồi, lên luôn cho em. Quá là ngon thôi các bác ơi, quá là ngon luôn nhá. Thì anh em sẽ cùng em đi test thử với quả pin 10 cell và 15 cell xem là có ngắt mạch hay như nào không các bác nha. Giờ em sẽ cắt thử với quả pin 10 cell này, 4A anh em nha, mạch 4 MOSFET này, và quả pin 15 cell 6A hàng của Navara.
xem là cắt có bị ngắt mạch không các bác nhé. Liên tiếp luôn anh em nha. Rồi, không ngắt mạch luôn, vô tư thoải mái với quả pin 10 cell 4A anh em ạ. Giờ thì nếu các bác nào mà muốn thời lượng sử dụng được lâu hơn thì có thể lấy cho em quả pin 15 cell 6A, cho em cũng cắt thử cho anh em mình xem luôn, nếu nào nó có bị ngắt mạch không các bác nhá. Đây, nâng cấp lên cả có báo pin luôn anh em ạ. Anh em nào mà đang gặp tình trạng mà máy bị ngắt mạch, đang dùng mà bị ngắt mạch tháo ra lắp lại, đấy thì anh em lấy cho em những quả pin dòng xả cao dung lượng lớn như này. Nói chung là tùy công việc của mọi người, các bác có thể lựa chọn quả pin dung lượng là 4A, dung lượng là 5A hoặc là dung lượng là 6A như thế này anh em ạ. Vừa rồi anh em đã cùng em đi test thử, thực sự rất là ngon luôn, phải nói là ngon, khỏe, chất lượng anh em ạ. Nâng cấp lên rồi nhưng mà giá thì quá là đẹp cho các bác mình luôn. Thực ra thì giá này là giá gọi là mời khách thôi. Giá này là tầm giá để phục vụ khách hàng thôi anh em ơi. Hỗ trợ anh em trong chương trình cuối năm. Và chương trình cuối năm thì tất cả anh em mà mua hàng bên em thì đều có gọi là cơ hội để tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng vào ngày mùng 2 tháng 1 năm 2023 Tết dương lịch anh em nha. Quả pin 10 cell 4A này 400.000 bao phí ship. Pin 10 cell 5A 450.000 và có pin 15 cell 6A 500.000 cho em. Toàn bộ đều là mạch 4 MOSFET dòng xả cao lên đến là 80A. Còn tùy dung lượng các bác muốn dụng lục dung lượng như thế nào, anh em sẽ lựa chọn cái quả pin cho phù hợp nha. Thì anh em có cần mã pin nào các bác có thể anh em alo trực tiếp cho em qua tất cả các đầu số bên em. Đó là 0929 826 628 hoặc 0982 826 628 anh em nha. Cửa hàng anh em ở tại Lý Nhân Hà Nam nên anh em nào gần thì có thể qua trực tiếp cửa hàng, xem hàng, test hàng và mua hàng các bác nha. Các bác quan tâm thì hãy đăng ký kênh hoặc ấn chuông để cập nhật những video mới nhất ạ. Em xin chào tạm biệt tất cả anh em nhé.